Chào cả nhà, xin lỗi. Tại vì có thêm một cái phone ở bên Trung Quốc á, em chú bác gọi qua hỏi thăm. Tại vì nghe nói là cái dịch của mà Corona nè, hỏi thăm coi khỏe hơn này nọ gì mắc nói chuyện. Thành ra đợi ngưng lại chút xíu. Đó, mong cả nhà thông cảm nha. Nói vậy đó. Dạ, mình hãy nói chuyện với em nói tại từ từ Trung Quốc gọi qua. Chú bác được, con cái người chú mình á. Đó, giờ mình tiếp tục. Giờ mình tiếp tục ha. Để cũng như là hậu chuyện với quý vị. Như là những cái gì mà mình tai nghe và mắt thấy. Những cái gì mà cái trường đời á, cũng như mình năm mươi mấy ra thương, năm mươi mấy năm ra thương trường. Thương trường lăn lọc giữa trường đời, những cái gì là những cái gì mà mình như là thu thập được thì mình từ từ cái sẽ như là chia sẻ với cả nhà đó, nghe để mà cũng như là để mình thẩm thấu những cái chuyện mà tình đời nói gì vậy. Cái này là người người thiệt diệt thiệt không ngoài đời. Anh ra mình nói nha, bao nhiêu năm mình phải ra xông ra thương trường, tay trắng làm nên sự nghiệp là nhờ mình có một cái là quyết chí di khiên các cháu. Mình phải hy vọng, mình dọn lên hy vọng, mình phải có ước ao hình lên, mình phải có một cái chút xíu kỳ vọng tham vọng. Ví dụ như không được 10 thì nó cũng phải lên được 4 hoặc 5. Còn mình không có cái kỳ vọng đó, không có một cái ấy là mình ngồi phịch ở dưới hoài đó, mình không theo kịp người ta đó, như vậy đó. Theo mình là gì đó, vì các giáo anh chị rồi thí dụ như mình chia sẻ là những cái đó là những lời tâm huyết của mình đó. Đời nó ngộ lắm, đời nó muôn mặt, nhưng mà mình ta thấy ở phải thì ông bà đã cho không mất mát mà ngộ nè. Cái lực bù trừ, cái lực bù trừ nó ấy. Nhưng mà thí dụ như mình nhỏ mình cực ghen, mình cực cái máy mình còn sức mình cực được, rồi tới lớn tuổi á cái hậu vận mình được tốt đó là mình nó tốt hơn. Tại vì số người tôi thấy bà con vậy đó, trời ơi hồi trẻ đó trời ơi, sống khỏe lắm kìa, sống như tiểu thơ hay là thiếu gia vậy đó. Mà tới gần già tới lớn tuổi mận quá trời, mận quá trời nói vậy đó. Rồi số người có tiền mà họ cũng vẫn mận nữa, họ không chịu hưởng thụ, không chịu hưởng thụ, cũng như là phải kiếm thêm phóng thêm cho nhiều đó vậy đó, không không chịu ngưng. Ví dụ như nhiều khi mình thấy những người ngoài người ta nhìn ta nói ở trong tối người ngoài sáng nghe, thì mình ưa có để ý nghe, ưa tiếp thu ai nói mình để ý nghe là mình bắt 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 kịp liền, mình như là mình áp dụng liền. Tại vì ta thương mình ta mới nói mình, với người ta cũng hiểu biết được cái chuyện đó vậy đó, phải vậy đó, mình phải nghe là không sai. Gần như nhiều người như là cố chấp không chịu này nó là cái chuyện khác, còn đối với cô bà là không có gì đó. Đối với cô bà là không có hai cô bé giờ lão xuống rồi đó, nhưng mà nó biết rồi, nó hai đứa xù xì với nhà kêu đừng có nói lớn. Nó biết rồi, dễ thương không, nhờ mình mới nay khỏi xì xịt gì hết. Nó kêu là nào, nó kêu em nó rồi nó nói nó đây ở ma đang làm, ở ma là bà nội cười lắm, tiếp đâu vậy đó, kêu như là ma thì ma bà nội, còn bùa ma là bà ngoại, nhưng mà nó kêu ma ở ma. Thành ra cô dâu cũng kêu mình ở ma, kêu cho con đã biết con dâu đó, dễ cũng vậy đó, kêu ở ma tia vậy đó, tia là ông già chồng tự do.
Thì sao hả? Bước vô là biết dâu rể liền. Đó. Như là dâu ấy kêu mình là má. Đó. Còn gái mới kêu mình là ôm hay là gì đó. Đó. Không có kêu dâu kêu khác, rể kêu khác. Rể kêu là má à tia. Tại dâu biết, rồi giống như à, tao biết rể liền, rồi, rồi em vợ cũng vậy. Đối với ai không biết, đối với ông xã mình chưa kêu tên mấy người cậu. Mình kêu là tụi cũ là anh mình hen, cái gì cũ là cậu Tư nó hen, bị gì tiều á, con trai theo trai gái gái, rồi xa cũ là cậu Năm đó, rồi xí cũ là cậu Sáu, rồi xây cũ là cậu Út. Còn à, mình gái hồi đó bà, chị em gái bốn người mà mất còn hai à. Thành ra mình là lớn là tụi Câu thì tại tuổi thì dự nhà cơ, nhưng mà em gái mình kêu mình tuổi, ông này thì kêu à, giờ em gái mình là xây xây là Diệu, tại vì đâu có ai cho em mà lớn rồi tụi Út. Đó. Rồi ba ông này hai cậu kèo cũng hiền khô à. Sứ tỉa thì dốt nó thì kêu ông này là tụi tỉa là dương lớn á, cậu kèo. Rồi ông này mới kêu ổng là sứ tỉa. Đó vậy đó. Hai cậu kèo. Đó. Ba mình bốn đứa gái mà còn hai đứa gái. Đó. Mình ra vậy đó. Thì tự người nói là đại hoàng cô với tiểu hoàng cô rồi đó. Hậu Quỳnh. Vậy đó. Sau này nói tiếp mà Tú à, à Tú Mỹ. Tú Mỹ rồi từ gia Nhi ở đó mình tính đặt Tú Lệ. Tú Lệ tên đẹp lắm á. Tú Lệ là đẹp mỹ miều á. Tú Lệ đó. Bởi vì con mình Tú Anh nè. Tú Anh và Tú Mỹ. Thế tôi nói cái ông này ông nói Anh với Mỹ hai nước lớn này chiếm hết rồi. Tú Anh và Tú Mỹ. Đó, gì mà mở sáo nay như viết cái chữ Tàu cái con người làm đồng đồng nghiệp đi làm á, trong hai trong office ở đây tên đẹp đó là mai mình với ba nghiên cứu rồi tới Tú Lệ nè, hai cha con nghiên cứu mình mới đề nghị lên thì ba nói lúc đó ba già rồi, ba nói thôi chật già cũng không biết đặt tên gì cho nó, cái mình mới đề nghị mình tới cái bằng thì phú á, cũng như là đề nghị lên nói chạy ơi bây giờ mới đặt tên Siêu Lỷ đi, Siêu Lỷ là Tú Lệ đi. Cái chuyện nó ồ đẹp á, tên đã đẹp á, chứ lúc đó đúng lúc mà con cậu Út đó là ba mình cơ thể nó hơi yếu rồi, như tâm trí không được hoàn hảo như xưa, cũng tỉnh vậy đó, nhưng mà muốn nhảy bén là khó. Rồi ba nói thôi bây giờ ba già rồi, cũng như là lúc này hơi sức hết rồi, cũng không biết đặt tên gì đây, rồi mình mới đề nghị mình ơi thôi vậy đặt tên Tú Lệ Siêu Lỷ đi anh chị, Siêu Lỷ đi. Cái chuyện nó ồ cái tên đã đẹp á. Đó. Bây giờ Tú Lệ là kêu bằng yêu kiều diễm lệ đó. Thường thường ta nói những người đẹp đó kêu bằng yêu kiều diễm lệ đó, cái tên rất là đẹp. Nhưng mà tiếc con gái là bữa đó có ông dạy vợ rồi nói là ông nhà cũng nói là cái tên để nói bà con vậy đó rồi thôi. Chứ thấy là thí dụ như hơi xa xa cũng đâu có sao. Này thường thường ở đây thì đặt kêu đặt mặc dù mình đã kêu đó mình cũng ít cái kêu tiếng Anh không à, chỉ có là Thái Vĩ Sơn đó, tại mình cái tiếng Anh của nó ba nó đặt cái gì nhơ nhô gì khó nói quá mình thôi kêu nó Thái Vĩ Sơn cho rồi, chứ còn này Thái Trúc Lan nè, Thái Trúc Mai nè đó. Nó ngay cũng ít cái kêu nó, thằng nhai sợ nó không biết tên nó rồi đó. Như là kiểu lót nó là chữ Si thì là Trúc á đó. Đó. Trúc á, Trúc La Nà đó. Người ta thấy hồi đó tính đặt cái con Thái Trúc Mai nè nè là Trúc Đào, rồi tôi mới nói thôi Trúc Đào Trúc Mai qua cái nào, rồi hai chồng suy nghĩ sao cái Vinh nó mới lại nói với mình nói thôi đẻ con này lẹo quá may mắn quá rồi đặt Trúc Mai đó. Chứ mình nghĩ trong bụng nói chuyện nào có thể nữa, có nếu mà có con gái đặt Trúc Đào hồi xưa đó mình tính đặt thành Thiên Kim, Thái Thiên Kim, cái bà nó hồi tên này quý quá, tên này quý quá này. Nó giống Nhàn Chí hồi xưa à, lớn là Vĩnh Phong thì mình tính đặt nó là Vĩnh Kỳ rồi, tại kêu gì thì ngủ ở ca Vĩnh Kỳ ở trong Hoàng Cao Cát á, cái gì đâu bà nội bà nó bà ngoại của Vĩnh Kỳ của Thằng Chí đặt là Bình Cao Chí đó. Đó. Thì giống như hồi đó tướng Đỗ Cao Chí vậy thôi, bác nó thì đặt đó. Chứ không thôi là đặt Vĩnh Kỳ giống như Vinh nè. Bây giờ nếu mà để ăn chay mình có thể đặt Vĩnh Kỳ, tại vì nó là Thái Quốc Vinh á, ai win tôi thắng, thắng thì cờ thắng là phải có cờ đó, tính ra đặt Vĩnh Kỳ. Hồi xưa ông chị Khai Bình á là mình nói với ba nói tại cậu Sơn với cô Thí hai người đều có chữ hết trơn á, mà vợ cậu Sơn á cái bên đấy là đứa nào mà đặt Sơn, đứa nào mà
đẻ cái sớm á. Trước thì đặt Khai Bình, Khai Bình là tên cái cậu mà đóng phim mà nổi tiếng mà, ví dụ mà mình nói là Giáng sinh đưa chiếu với cậu đó, thì sau này không có chiếu nữa, cậu lớn không có chiếu. Nếu ba má dành mà để nuôi đi vậy đó, là cái cậu Khai Bình đó, là tên Khai Bình đó. Rồi ba tôi nghĩ cậu Sáu mày đặt Khai Bình đó. Thằng lớn thì Christopher, thì cái tên đó hồi đó thì nó tính đặt cho thằng Hùng Viên, rồi sao mới rút là đặt tên đi tơ cho con này. Rồi mình thấy Christopher rồi mình mới đặt cái cô này Christina đó, vì nó cái quý quý đó, chứ CH á, đó là vậy đó. Vậy đó, dốt chứ cũng đặt tên đủ thứ. Mình phải không cả nhà, tên Quỳnh Tú Lệ đẹp lắm á, cái tên đó là yêu kiều diễm lệ đó. Rồi cái cậu Út thì sợ nói trời, ta nói lệ đó sợ là rơi lệ đó phái. Tú Lệ là đẹp mà cái chữ tiều nó là yêu kiều diễm lệ, cái lệ đó. Tiếc cháu nào giờ đặt Gia Nhi thế kệ, đang gì cũng là đặt. Thì nữa cũng là chắc nữ tướng, cô đó cũng là lanh lợi á, Tú Mỹ nè. Rồi ngồi hỏi Thái này bên đây thì con lá nè. Còn trai ở đây Thái Vĩ Sơn đó. Gặp nè, lá nạ với gì nè, nạ này ôi tôi trời, Tú Mỹ nữa cũng thông minh lắm á, Tú Mỹ thông minh lắm á, sinh năm 2001 cả. Chắc hai sợ phải không, Tú Mỹ chắc sáng nay 2001 à. Rồi còn Gia Nhi đó thì mình nói Tú Lệ đó thì tuổi sinh nhân tạo đó, sinh nhắc năm 2004 thì mình đón chắc 2004 quá, 2004 đó, vậy đó. Cao lắm, chừng 5 tuổi mà thì cao hơn rồi nữa đó, mà má nuôi kỹ. Nó ngày mà Út giỏi lắm, thông minh mà giỏi lắm, tánh điềm đạm, không có lo chuyện ai hết á. Đến ngày khách khứa lại ở nhà trong bếp á, trời ơi có đám tiệc ở trong bếp bữa chén làm chuyện không à, thấy tội nghiệp lắm, thấy thương. Hai cảm nghĩ đó, có lúc cố gắng cũng trời ơi còn muốn cái giấy nữa, mình cũng mình á, trời ơi gáp lợi đó ông nội, khi nào gánh kể chuyện nghe cười lắm. Trời ơi, mình á cái nào ai với ba mình dặn vậy, nó khứng nàng ý cái mấy khứng nàng lý á, là mình nói cho ta đoàn viên chứ đừng nói ta chia rẽ, tội lắm, không có tội nào bằng cái tội chia rẽ vợ chồng ta. Đó vậy đó, không có tội nào bằng cái tội đó hết. Ba mình nói chi ai có chuyện gì cũng cho hay là mình lại giải quyết, mình phải nghe hai bên, mình phải nghe hai bên, mình nghe một chiều là không thể nào giải quyết được hết trơn. Nghe rồi xong rồi hai người họp lại, phải đúng vậy không, hai cái đúng đúng thì sửa, bên đây sửa, bên đây sửa đó, người ta họp lại kéo hai ông bà 20 năm đó. Hồi nãy thằng em chú quán mình nó gọi qua đó, tên sự phán gì đó, tên gì Thành đó, phán ở bình gì đó, mấy kia gọi qua nó hỏi thăm. Tôi nghe nó New York quá trời nè, cái gì mà lên tới mấy chục ngàn người đó, nổ nước Mỹ mẹ năm mấy người ngàn người mà tầm 1.3 tỷ New York mà phân nữa rồi vậy đó. Làm sao à, ai cũng hết hồn. Hồi hôm gì ở bên Việt Nam chứ sang đúng gọi qua, rồi Lâm bên Bích Huệ cũng gọi qua ý rồi đừng ra đường này nọ. New York này quá nổi rồi, nổi gì không biết chứ nổi cái vụ virus 19 này. giờ này là đang sốt vậy đó. Tôi nghe bình luận nói là có số người cũng muốn đi qua tiểu bang khác nữa, cũng như là thấy nó quá rồi đó, có số người, một số người thôi chứ mình chưa, bởi vì mình ở nhà không biết gì hết, chỉ coi bình luận thôi, là bị quá sợ đó. Bây giờ anh chị ta không bao giờ không có kể tới tiền bạc nữa rồi, giờ kể tới cái mạng, bởi vì nó bay đâu không biết, cái không khí nó bay đâu không biết đâu, người nó sống tới 5-6 ngày đó, đó vậy đó. Rồi có chị kia nói là coi cho mấy, chị nói là cắt củ hành cắt ra làm hai, để lát mình làm thử coi, rồi để dĩa chỗ nào như để xa dĩa củ hành nó cắt ra, thằng cơ đó nên nó nói diệt con virus đó, người ta nấu vậy. Hôm qua mình có nhắn tin nhỏ gái để lát rồi gọi thử coi, mà giờ nó làm việc rồi, tại nó nhà nó cũng làm việc, mình nhiều khi mình gọi nhầm giờ làm việc không được, để tối rồi thôi. Làm việc giống như sợ, bởi kể cái vụ làm việc mà Tư nữa. Mà Tư nói hôm qua thì hôm rồi Tư cái nó hay nói là cũng như là đi làm vậy đó, mà giờ chia ra làm hai nhóm.
sáu người này làm từng này, sáu người kia làm từng kia, nhưng mà vẫn lãnh tiền liền đều đều chứ không phải là ngưng đó làm cái tiền. Bên đây đâu có cộng đoàn rồi, hay không? Bởi vì cái luật lệ của nó là không có nói, cũng giống như những người mà ở trong computer ở trong sở thì họ về nhà không bằng thì cũng lãnh lương, có đó có nói. Còn những người lao công cái này thì còn lao công Mỹ là lao công tiền cao đó. Một y tá hai là lao công, hai cái đó là tiền cao. Ba anh là chắc dạy học quá lao công á, cái này là kêu bằng lao công đó, có cộng đoàn. Thành ra nó không có cái vụ mà không có nói là cái vụ mà trong này cái điều lệ nó không có nói là cho nghỉ, mặc dù không ai lại làm nhưng mà không có dừng nào, không có dừng nghỉ. Chủ có cái người mà lãnh thầu á, mỗi ngày phải có lợi đó thôi. Người tôi hỏi có bấm thẻ gì hơn mới đó không, bây giờ không có thẻ nữa, tại vì họ cái đợt mà vụ virus này chưa lợi tới thằng chủ nó nhìn mặt thấy ừ mày sáu người lại rồi ha, người nam bây giờ sáu người như người đó thì vậy thôi, ngồi đó ngồi chơi xoay nước cho người tới giờ về thôi, không có bấm thẻ. Rồi từng tới thì tới từng này y này, rồi từng tới thì tới người kia, cái nhóm sáu người kia đó. Mình tưởng là nghĩ gì không có lãnh lương đó không, cũng lãnh lương được hay không? Ta bảo vệ cái công dân, cái này kêu bằng lao công đó. Hàng chi mấy năm đó y nó vô shop mua đồ toàn là mua đồ mất tiền không, rồi những người khác mỹ trắng nữa, nói những người lao công này tiền quá trời luôn. Người phải gì sau 3 năm mới đi biểu tình à, công đoàn nó kêu biểu tình à, biểu tình đang mà tăng lương mình không có kể á. Khi nó bay tụi câu biết không, bữa nào mà tôi mà người trốn trốn thì mà người nó mà nó chửi thấy mồ nó bắt đi biểu tình. Thì lúc mà biểu tình thì nó mướn những nhân công ngoài rẻ hơn phần nữa về bằng tạm thôi, khi nào mà hết quỳ lợi dân công quỳ lợi thì cũng chứ không quyền sa thải vô lý đâu. Nó có công đoàn, tôi hỏi gì chứ mình hồi đó mình không biết công đoàn đóng là bao nhiêu tiền tháng. Cái gì nó đóng bảy mấy đô la, mẹ nó được cái bảo hiểm con thì nhỏ gái mà hai nhỏ lớn thì sinh đôi đó, đi làm rồi nó có bảo hiểm rồi. Cái cô mà đang đi học sinh năm 2000 đó, bây giờ năm nay 20 tuổi còn ăn cái bảo hiểm của y. Cho y đấy ta kêu nghỉ bằng hoài mà y đi tiếp thì ngay tại vì nó lấy cái bảo hiểm với y đi bằng mẹ y đấy, ở nhà y bằng ở đây y đấy lỡ đây y còn enjoy hơn, enjoy chị bảo mình nói kali nó kêu nghỉ y đấy, y nói cái này cái enjoy ai nấy cũng cười chứ. Y thấy nhà y bằng sạch sẽ lắm, nhưng mà lau nhà lau cửa lau hoài, ngày nào cũng lau bằng đấy. Về thì 12 giờ mấy, 1 giờ tới nhà rồi, bằng tới 4-5 giờ sáng rồi mới ngủ. Giờ này chưa thức nữa, giờ này chưa thức đâu, 12 mấy, 1 giờ mới thức. Nói vậy đó, nói thôi cho tôi mượn nổi, cho ba mượn nổi. Tại vì nó cái như là cái cũng như là mỗi người có một cái niềm vui riêng. Y thì nó lau chùi này nọ sạch sẽ vậy thích lắm, bếp lau hoài ngày nào cũng lau đủ thứ. Y nói đi mặn vậy mà y còn ít cực hơn, y nói enjoy đó, y nói với mấy người á kali nó enjoy đó. Vậy bữa hôm mình nói vụ mà cái cô kia người Liên Xô đó, y em ấy người xì đó, y nó phải người Liên Xô bị hay xa mình thấy mà mờ không biết. Y nói người đó là người Liên Xô 70 rồi chưa chịu nghỉ đó. Thấy không? Nhà nó ngay vô được cái chóp cũng sướng lắm đó. Thì cũng hơi khó vô, nhưng mà mình có mình trong đó mình đưa thì giới thiệu vô thì nó dễ hơn. Trời ơi, lương đâu có thua kỹ sư, nếu không thua kỹ sư nó vậy là biết. Cũng có ngày lễ ngày này ngày kia đầy đủ hết trơn, chứ không có ngày bệnh ngày gì cũng đủ hết trơn, nguyên cái sành đủ hết trơn. Bên đây mình ở Việt Nam mình kêu đó là mình ở đây mình nói dọn dẹp văn phòng, chứ cái ngày đó là ngày lao công. Nếu ở Việt Nam người ta nói là bằng lao công đó, bên đây là cái ngày này khó hơn mà có tiền lắm, mà đâu có gì cực khổ đâu, sạch sẽ hết trơn, tội bạc quần áo đồ tươm tất vô đóng đi y tá gì cái dự kiểu gì y tá mà đều màu xanh làm như xanh dương, hơi lai xám chút xíu, mình thấy cái màn chấm sướng chết luôn. Từ 4 giờ đi, bây giờ 4 giờ rưỡi đi cũng kịp nữa, đi tới đẳng 5 giờ, tới đẳng thì hồi chưa 5 giờ còn mở nó mà ngủ cà phê này nọ, giờ đúng 5 giờ vô mới bấm thẻ vô. Phải đợi coi mấy người trong phòng ta về hết rồi mới lấy cái chỗ quét, chứ người ta còn trong đó mà mình còn hay ngồi đợi đó. Trong từ đó một tiếng đồng hồ đó, cũng khi nào ta về 6 giờ nó mới về hết, có số người ở lại không lẽ vô quét vô phủi đó.
rồi mà tới 8 giờ mấy là ăn rồi, ăn rồi nghỉ đâu cả tiếng đồng hồ đó, rồi sẵn qua sẵn lại tới 12 giờ về. 12 giờ thì cậu Lợi đó, bạn trai lại rước về. Thì nó nói, ủa sao mà không đưa đi? Nói, tại vì mới mua cái nhà mới đó, y kỹ lắm, ăn trước mặt tiền thì bằng là 70.000 đó. Nó đẹp lắm, y nó để email cái hình qua cho mình coi. Tại vì đi đẳng là mình không có đi rồi. Nói ngày mở tư, y mở nhà mới, mở cười mình lại. Xong đắt hơn này. Đó. Vậy đó. Bây giờ ba con mở tư giờ ở với mở tư ở đó, ở với vị cái nhà cái người chị thứ nhì, còn người chị có chồng Mỹ thì ở với Long Hải Lành á, ấy cuối đảo với đó. Còn cậu tư thì có em mở tư thì có người anh nữa, người anh nó mới sao qua trước rồi, người anh thứ nhì á, người tới giờ đi đâu mất tiêu luôn, không không thấy lại cho ba má. Anh này nhờ có ba cô gái nè, ở Mỹ này để ăn gái nhờ. Bây giờ nhờ nhất là mở tư, có hiếu cho mẹ lo đủ thứ chờ đốt ở Quốc Linh gì vậy á, muốn đồ ăn ăn đây cũng được, phải qua cái qua chạy qua Quốc Linh đó. Đi kẹt xe nói ngay chạy chừng nửa tiếng là mày kẹt xe, nhiều khi cả tiếng còn tầm mấy ngày gặp cái người tội lợi là bạn trai cực tốt, cũng như là y nói gì thì nghe thấy thì cũng được đó, sống cũng thoải mái, kể đi, mỗi người có một cuộc sống riêng. Mình cái gì cũng muốn hỏi chứ không có, mình con người không có lúc mắt ai hết. Mình có nói cái gì cái chuyện gì cũng có mặt trái và mặt phải, cái mình đừng có một chiều, mà một chiều là mình không đúng đó, cái vậy đó mình sống mới được chứ không hùa ai hết. Đôi khi ba mình cái dạy hoài nói con người á không được, đừng có tham, tham là tham. Có số người á coi báo hoài, coi mạng gì nó mấy năm đó chưa có mạng coi báo gì, có người nói người này gạt người kia gạt lấy tiền này nọ, thì sự thiệt là mình cũng tham trong đó, đó. Chứ mà không biết bồ gái không biết có không đừng không biết, nhưng mà thấy là trong đó là 70% là mình đừng có lòng tham thì không ai phụ quến mình được hết trơn. Nhiều khi ngồi ngồi cái ghê ghệ ghệ nói trời tôi này, mình thấy trước mắt thấy được lợi rồi đó, nhưng mà sự thiệt bên trong là ta gạt mình, không biết. Rồi tới gần sau người nói ai lại nói sao, không lẽ mình nói cái người đó nói á, nói nào không lẽ người đó nói, nói người ta nói người đó tốt tính sao, sự thiệt là mấy nói ở chắc bị bù à này hỏi thôi chứ tôi thiệt mình thấy là thời buổi này cũng có cái buồn nãy. Vậy đó. Cái ngày nãy mình nói mình ngưng cái khúc đó là tại vì em chú bác cái ngày hồi lâu hồi nói bệnh nguyên nguyên nhóm mà gọi mình hoài gọi không được, sao cậu này bữa nay gọi được, y nói vậy. Tại vì mình gọi qua đó thì mình không họ gọi không được. Rồi đó y nói tại sao mà gọi qua gọi được. Nói bữa nay gọi được mình rồi đó. Rồi em cô cậu mình bùng chiang là văn văn chiang và chương chương văn chương tân chương gì tùm lum đó. Đó thì nó ngày cái cậu mà văn chương nó bển làm thôn trưởng trưởng thôn cái nó trưởng thôn cái nó tháng cũng tính ra tiền đô mình cũng nghe nói là ở 300 trưởng thôn coi nguyên cái làng nguyên cái thôn cái chuyện gì hả, giống như hồi xưa trưởng làng mà gõ 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 mỏ mà kêu cái từ gõ mỏ mà kêu làng lợi đó, bên Tàu giờ còn vậy đó, nguyên một cái thôn đó, đó có chuyện gì là cũng phải tham gia giải quyết hết trơn, giống như trưởng trưởng thôn hay trưởng làng phải không, lương tháng vậy đó, đây đi mần ruộng rồi hồi xưa trồng khoai vậy đó. Mà ngỡ qua bển ăn ấy, ăn vừa sau một bữa rồi là bỏ đồ ăn hết trơn. Rồi mình tú cầm thấy vậy cái tiếc nó sợ sao mà đi bỏ đi đây ăn như đem đem cho vịt á, nuôi vịt nuôi gà nói vậy đó. Nó hay có thằng em chú bác nè, anh với cậu Thành nãy đi trên núi ấy, kêu bằng nuôi vịt á, nuôi vịt với chồng đủ thứ hết trơn, chồng thử đúng cái đồ mình chưa lên tới đó. Tú cầm nó có đó chở đi đi đó có đi đây. Nó nói chứ ơi, không có chỗ nào mà ăn ngủ mà tệ hại hơn chỗ đó hết trơn.
như coi dịch thì dữ á, à, trời ơi trên núi đi đây thì tình thấy thảm quá trời, nó nói không có chỗ nào mà đi ngủ mà tệ hại hơn như vậy, hơn cái này nữa, nói vậy là mình biết rồi, mà tận cùng dưới đá rồi khổ đi vợ hả, nó mua gà nó rồi mần cái nẻo rồi đêm sao mà mấy cái này nè trời ơi lỡ hết trơn luôn. Ok vậy bởi mình có quá cái hũ lớn đem hũ của là cho Sài Gòn hết gắn mát rồi, cái bữa cái cậu hồi nãy mới gọi mình đó kêu ăn gì nó cái miệng cái đau lỡ thì ăn được, cái mình kêu y sức cái này đi, bạn đầu y còn ngại y còn chưa mấy tin theo mà thấy cái ngập ngừng đi, cái mình cứ đắp hoài mà đấy bùa là sức ấy, hai tiếng đồng hồ mình nhắc hai tiếng đồng hồ sức vừa có nấu rồi nè, sáng lại ăn được y nó hay, mà đầu y cứ thấy mình kêu y cứ ngập ngừng hoài sức vừa lúc nóng đó. Cái cậu thứ nhì á, cậu thứ nhì mà vợ thôi rồi còn hai đứa trai đó tên mang tên Sự Chư vậy đó, cái y nó cũng đau vậy đó, cái tôi nói sức vô nè, cái cậu mà cậu Thành này cậu nói nãy hồi kia nói tính không sức mà giờ sức rồi sức hết rồi cái còn cái sức nữa có hủ bị lớn mà cái này sức hết cái mấy kia mình chỉ mình nấu á, cái mình sao bằng phía mình đào tốt quá à, phía hôm nay không bằng nữa không biết sao, tôi nói kiếm sao kiếm rồi quên mua đại đừng cỡ 100-200 gram cái mà mua không biết đem về có sao không á, tao nói bạch phía rồi nói với mẹ cái y mua mấy nhiêu mấy cái nạo dừa dắt cái làm thắng dầu dừa xong cái mình làm, tại vì mình sức mắt ngứa rồi này nọ hay là cái chị dâu y ngày nãy mà cái tay nhà lỡ chân nước ăn hay thì mới thúi mắm luôn á, cái mình cho sức á, đưa cho sức cái sáng lại bớt nó hơi khô thôi chứ chưa có sức, thì lúc mà công lình ta làm thẳng thắn đâu có nhiều đó mà y mua mà sáp ong nhiều lắm mà đều sáp ong thiệt của nó mình phải lượt lợi đó, nó có dính đen đen tùm lum hết trơn hà, thì thắng rồi hết mình làm cái nhỏ em đi đó em cứ kê chị cái cậu à, chị cậu này nè y ngứa chỗ nào đó cái sức con mắt cái hết cái y mới xin mà đồ của người ta làm sẵn đó. Cho đứa cũng là chị em đi thôi đưa hết rồi cái thì y nói thì ngỡ mà ngỡ thì chờ chừa cậu đó ở dưới cái cạnh thôi còn mấy cái vòng cho nữa hết trơn đó cho người này kia rồi mình đi rồi ở đó sức vậy hồi lúc mà hai ngày sau mình thấy khô nước ăn thấy vậy lỡ cái dành này là cái móng nó hư luôn thấy thảm tối vợ chồng ngủ trên núi sương gió mình chưa thấy nhưng mà nghe Quỳnh Tuổi Cầm đó không có chỗ nào mà ngủ mà tệ hơn nữa là mình nói câu đó là tận cùng với đáy rồi còn đâu gì nữa mà nói thảm thấy vậy tội nghiệp hết sức khổ quá nghe thấy không mình được ở đừng xin lỗi ra quý vị mình được chờ ban cho được ở một cái xứ mà đất nước văn minh nhất thế giới như vậy là mình rất là cảm ơn trời Phật, khi mình phải nói tới là mình tiếc những người quý vị mà cũng như qua đây bà mình đọc báo thấy qua đây người sắp người bao bao cuốn gói về bản hết trơn tội nghiệp mấy đứa con tương lai của nó vì sao mình đi chia sẻ như bà con bên đây hoặc là bản sắp qua vậy đó, nhớ lời cô ba đi giót kêu bằng kiên trì kháng chiến đấu đi cũng như là kè giác chen vô mới vậy sốc vậy đó nhưng mà không sao nó ngay mình đừng cái chuyện quá khứ mình đừng thèm nghĩ tới đâu, mình chỉ nhớ tới tương lai đi, giống như mấy xin lỗi nha mấy anh HO hồi đó nghe đọc báo nói đó, cứ nhớ hồi xưa mình làm sĩ quan này nọ nữa kia làm sao hoài đó, rồi giờ mình qua đây thì đó ngay qua đây thì chính phủ cho tiền già cũng như là cho tới năm 6.5 năm thôi, nay nó cho hai 5 năm là cho hay rồi, giống anh hai anh chị Sáu á 5 năm là gửi giấy lại rồi cho hay là 6.5 năm nếu không có quốc tịch là không cho lãnh tiền đó, thì phải gắn trong 5.5 năm đó gắn thi quốc tịch, anh hai anh cứ nghĩ lại và tái thiện nó cắt thiệt các rồi lên đi kiếm mà phải đi làm là đi xin nào thi quốc tịch nó nằm trễ ra cả năm trời nhờ cho ăn qua wifi không lãnh được cái thiệt nhưng mà lãnh qua wifi tại vì không có tiền trong băng này nọ thì em phụ phải nuôi ăn wifi thì có 500 mấy à với tiền giấy luôn cũng có 700-800 hai chồng cũng 1.000 mấy cũng đều không phải tiền mặt hết tiền giấy nhiều ăn wifi rồi ăn xong rồi xin được rồi mới trở qua ăn tiền già tiền HO nó Mỹ đây cuộc hẹn chị đấy cho mình hay trước cả tháng
là mình chữa vậy chứ không phải mà khỏe như là mấy cơ quan hay gì cho hay chứ hơn tháng chứ không phải mày sát nút cũng có hết thì mày nó mới đi thường có quyền dời hẹn. Rồi thí dụ những cái giấy tờ ta gửi vậy ta định cho mình vậy vậy đó, không đồng ý có một cái tấm đơn riêng khiếu nại hoặc là ra tòa có hết đàn bà chứ không ai áp bức mình đi chơi nói vậy đó. Cái này mình được ra nước ngoài ở với hai nữa là nhất mà được ở tới Mỹ hồi đó là số chi ở Đắk Lắk á với nhà ai là ai nói mình này nay cũng rồi đi đâu cũng không bằng ở Mỹ hết trơn. Ở Mỹ mình sướng nhất là Úc gì không bằng, mình cứ đi Âu Châu rồi đó thành ra không bằng. Nói là Paris kinh đô ánh sáng thiệt, hồi đó mình thấy vợ mình năm 60 rồi mình đi học nhỏ nhỏ cứ thấy báo đăng Bạch Yến ở Valais về nước hát đêm đông rồi Phùng Há đều chụp ở chỗ tháp lên đó trời mình thấy mình ái mộ hết sức, trời ơi ước gì mình được chị không có. Thế rồi mình đi rồi Valais chỉ có cái đường mà Hải Hoàng Môn đó là bán đồ hiệu với cái đường gì đó chỉ có mấy đường thôi, với bây giờ quận 13 là có người Việt đó nha. Còn nói rồi mà rộng lớn là không bằng Mỹ mà đều nói về tiểu bang New York thôi, không bằng tiểu bang New York. New York này hạng nhất em nghe nói là Los gì đó hạng nhì chắc là rồi Chicago hạng ba rồi Atlanta gì đó rồi Houston gì mấy hạng kế tiếp anh em mình thấy là nghe nói vậy đó. Nhưng mà tiểu bang New York là hạng nhất, thành phố hạng nhất của nước Mỹ, đứng hạng nhất cương cả này nọ giao dịch được quá trời vậy. Anh kia năm nay mà nếu mà tới Giáng sinh đó mình nói với Dũng cố gắng chở hai vợ con em đi Giáng sinh quay rồi New Year hoặc là những cái thinh cái vinh rồi hay là những cái lễ lộc rồi đó mình gắng quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ thì thông cảm đi nha, bây giờ đang bị cấm cung rồi, bây giờ nội bất xuất mà ngoại bất nhập rồi, bởi vì muốn bảo vệ đi nghe lời chính phủ nữa, mình phải hợp tác chính phủ, mình đi tùm lum la lây tùm lum nữa đó. Tùm lum hết rồi về nhà nữa, thông cảm nha. Bây giờ chỉ là thóc xô thôi, nghe nói cho quý vị vui với báo cáo tình hình New York vậy thôi, coi theo những cái đài báo cáo lại thôi, quân thôi cũng nhiều đài đó. Còn đài Mỹ thì nghe ba chót hay tháng thì như thằng con đó chứ, còn mình nghe những cái đài mà kiểu như là có nói tiếng Việt rồi đó đó thì mình nghe rồi nghe mình phân tích coi có cái đài nào mà cũng như là uy tín đó mình coi đó. Chứ không, mình không có nói phát ngôn bừa bãi, không có đại gì đó. Mình lớn tuổi rồi mà đó. Chậm mà chắc chứ, bây giờ chậm mà chắc, bây giờ bơi đang bơi ngược lại và nhờ cũng như là cả nhà anh chị em các cháu giúp cô ba subscribe là đăng ký đó. Subscribe là đăng ký mình đây xin lỗi giờ bác cháu thì biết rồi, nhưng mà cô ba nói là những người cao niên như mình với đấy, có nhiều người ấy, mình phải giải thích vậy thôi, xin lỗi nha. Đó, bình luận là comment đó, like share, like gì rất thích đó, like share đó, nói gì mình còn chưa biết like share là gì nữa để hỏi thằng con thấy đó. Đây, like thì thường thường nó là thích thì mình nói biết phải chữ đó không, chứ bình luận thì mình biết rồi, like chỗ mà comment đó thì bấm ra chính hiệu là bình luận, còn cái subscribe là đăng ký. Quý vị cũng như là dùng cũng như là giúp cho cô ba mà được cái nhà được mà đạt các cái mốc ngàn subscribe cho cô ba được vô cái dòng của YouTube. Thế là cảm ơn với coi ra được 4,000 giờ bây giờ tiêu chuẩn của YouTube nó quy định thì mình phải tin theo. Vì bây giờ bước vô cái thường trường không phải không đó, cái lần YouTube này nè thì mới thấy là cậu chịch cái là con nó nói chịch cái là nó còn là không chịu liền, giống như mình nói mình đi mấy cái khóa rồi cái nó hát cái đâu cái gỡ mình đâu biết mình cứ lo quay cháo mình không mà chặn đứng liền phá lại liền nó nói liền. Bởi vì mình kể ví dụ mà mua dài á nó đi vô mà mình nghe gọi ba vô bốn cẳng rồi nó chạy á ở đó hồi bị nữa con á để mua cái gì đó nhưng mà ém cái đó lỡ mà không biết cái gì không vậy nó mắc bận hoài đâu có làm được đâu đó. Thành ra cũng như là cả nhà cũng như
dễ thông cảm như cô bà nè. Bây giờ cô bà chỉ thấp sồ nghe nói những cái gì mà ta nghe mắt thấy hay chuyện xưa với nay này nọ kia xây dựng á, cũng như là nó nói là quá khứ vị lai đó vậy đó, là vậy đó. Là cô bà kể lại cho nghe rằng mà vui vẻ đi, rằng mà mình là vui, rằng mà mình sống bây giờ hiện tại bây giờ nói về cả thế giới đi nha. Này, cái mạng sống mình là quan trọng nhất, chứ không phải là tiền bạc đến kế thôi. Không có tiền rồi sống nổi thiệt, nhưng mà phải sống mới hưởng được tiền đó. Chứ còn nếu mà không có đủ sức khỏe thì không hưởng được tiền đó. Đó. Chứ, bây giờ mới thấy tới cái dịch mà đại dịch này, Covid-19 này, mình mới biết là cái mạng sống là quan trọng. Đó, mấy người Mỹ, người Tây á, mập bự gì nè, bác sĩ không phải chết nữa, y tá không phải chết. Nếu mà nó vô rồi, nó phá tiêu phổi rồi lên não làm tim không còn sống được. Nó vô hai luồng, mũi với miệng. Phổi thấy hình, thấy gợn người, con đó nó giống như là cái gì. Ghê nó thật, tôi phải gắn gồng mình để mà trầm tĩnh lên, nhưng mà phát xô nói dẫn chuyện cho cả nhà nghe đó. Sự thiệt là cô ba rất là khủng hoảng đó. Để gì nó ngay đầu óc mình 1-2 năm thôi thua rồi, chịu đựng nhiều quá rồi, hồi xưa mấy em bị vượt biên rồi bắt rồi hay là chuyện lính tráng này nọ kia, cứ tin tới tấp nó tới chấn thương tới cái mặt rồi phải chết rồi. Cô ba chịu đựng quá mất rồi, nhà thấy cô ba yếu rồi, năm ngoài nay yếu rồi, tiếng nói cũng được nói không, thông cảm nha, mở lớn dùng cái vô. Chứ còn nếu mà đụng chạm ai gì đó, nói gì lớn, cái phone này mua mắc tiền mà. Cái gì mà 11 đó, cái gì format gì đó, mới ra đó. Cái này đầu tư cũng phải dám mua format 11 này. Cũng nghe tiếng lớn vậy, ví dụ đi, mấy tiếng động chạm lớn lắm mà tại vì tiếng nói của bà nhà nhỏ. Chứ bằng đầu cũng lấy cái đồ gẹp, đồ dữ đó, mà thấy nó cũng vậy. Mình nghĩ đó thì mình bỏ trong lưng, không giống ai hết thôi, kệ dỡ bỏ. Không làm, giá. Nhưng mà nói lớn quá nó không nổi, đó, thông cảm này. Mình chỉ vậy, cũng như thấp sâu chẳng chuyện, chơi cho các chị vui dùm ơn, như là mở máy hay lớn chút xíu. Cảm ơn cả nhà nha. Giờ trước khi tự giả thì tạm biệt, thì cũng như là cô ba nữ giới cũng chúc cho cả nhà đại gia đình, anh chị em và các cháu luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Đó, dồi dào sức khỏe đi nha. Thành ra cũng như là cô ba cũng như là cũng biết những cái gì mà cô ba biết thì cô ba chia sẻ, dồi dào sức khỏe đi, cũng như là dạng sự như ý đi, cũng gặp nhiều may mắn đi nha. Vậy đó, là mà ráng có nhiều sức khỏe nào mà qua được cái đại dịch này đó, không thôi là rất là nguy khốn. Bây giờ mạng mình, cái sinh mạng mình mới là quan trọng, là quý nè. Cái đó, nhưng mà mình cái đầu óc của mình á cũng như là được thanh thản, như là cái óc mình á được thanh thản, nhưng mà nó khỏi bị chết khổ lắm, khổ mình không nói gì, chồng con mình đó, con cháu mình đó, con mình làm sao bỏ mình được? Ví dụ như mà ta thấy cái bệnh mà kéo dài quá giờ, từ có hiếu cũng thành bất hiếu là chỗ đó. Mình không thể chắc nó được, tại vì nó phải lo cuộc sống vợ chồng nó, con cái nó nữa. Đó, vậy đó. Vậy đi ha, nhớ nhà subscribe nha, nhớ đăng ký kênh Bầu Trời New York. Cảm ơn nhiều lắm nha. Cái ngày mà, cái ngày nếu mà được cũng được như vậy, cũng như là cả nhà không có bảo vệ mà được mất phận đâu. Tới chuyện xong mà được cái cô ba cũng với Dũng đều cũng gán mà mua đồ ra mà tặng vậy, tặng cả nhà này nọ đồ, những món quà đâu nhé. Cảm ơn nhiều nha. Ok, đăng ký